Tóm tắt tiểu sử Linh mục Francisco Trương Bửu Diệp. Linh mục Francisco Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897. Được cha Giuse sớm rửa tội ngày 2 tháng 2 năm 1897 tại họ Đạo Cồn Phước, làng Tấn Đức, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thân phụ là ông Mikae Trương Văn Định, sinh năm 1860, mất năm 1935. Thân mẫu là bà Lucia Lê Thị Thanh, gia đình sống tại họ Đạo Cồn Phước. Năm 1904, lúc ngài lên 7 tuổi thì mẹ mất. Theo cha, gia đình dời lên Bắc Tam Băng, Campuchia sinh sống bằng nghề thợ mộc. Tại đây, thân phụ ngài tục huyền với bà Maria Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1890, quê quán họ Đạo Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang. Kế mẫu đã sinh cho ngài một người em gái tên là Trương Thị Thình, sinh năm 1913, hiện còn đang sinh sống tại họ Đạo Bến Dinh, xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1909, cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền cho ngài vào tiểu chủng viện Cù Lao Diên thuộc xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Mãn tiểu chủng viện, ngài lên đại chủng viện Nam Vang, Campuchia. Lúc đó, các họ Đạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long trực thuộc giáo phận Phnom Penh, Campuchia. Năm 1924, sau thời gian tu học, ngài được thụ phong linh mục tại Nam Vang, thời đức cha Valentin Heron. Lễ vinh quy và mở tay được tổ chức tại nhà người cô ruột là bà Sáu Nhiều tại họ Đạo Cồn Phước. Năm 1924 đến năm 1927, được bề trên bổ nhiệm làm cha phó họ Đạo Hố Trư, một họ Đạo của người Việt sinh sống tại Cam Đan, Campuchia. Năm 1927 đến năm 1929, ngài về làm giáo sư tại chủng viện Cù Lao Diên. Tháng 3 năm 1930, ngài về nhậm họ Đạo Tắc Sậy. Trong những năm làm cha sở, ngài quan hệ, giúp đỡ và thành lập nhiều họ Đạo vùng phụ cận như Bà Đốc, Campo, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Rắn. Hoàn cảnh xã hội nhiễu nhiêu, năm 1945 đến 46, chiến tranh loạn lạc, bà con nhân dân di tản, cha bề trên địa phận Trần Minh Ký ở Bạc Liêu và cả người Pháp cũng gọi ngài lánh mặt. Khi nào tình hình yên ổn thì trở về họ Đạo. Nhưng ngài trả lời: "Tôi sống giữa đoàn chiên, và nếu có chết cũng giữa đoàn chiên, tôi không đi đâu hết." Ngày 12 tháng 3 năm 1946, ngài bị bắt với trên 70 người giáo dân họ Đạo Tắc Sậy. Họ lùa đi và nhốt chung với bổn đạo trong lẫm lúa của ông giáo sự tại Cây Rừa. Do sự tranh chấp giữa các giáo phái vì binh vực quyền lợi của giáo dân, ngài đã chết thay thế cho những người bị bắt chung. Ngài mất khi đang thi hành nhiệm vụ chủ chăn. Xác của ngài được vớt lên từ một cái ao của ông giáo sự, với vết chém sau gáy, ngang mang tay và thân xác trần trụi như Chúa Giêsu trên thập giá. Thi hài ngài được chôn cất trong phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo. Đến năm 1969, hài cốt ngài được di dời về nhà thờ Tắc Sậy. Là nhiệm sở của ngài đã thi hành chức vụ chủ chăn trong 16 năm. Ngôi nhà mộ của ngài hiện nay được trùng tu và khánh thành ngày 4 tháng 6 năm 1989. Ngài là cha sở thứ nhì của họ Đạo Tắc Sậy. Lời Đức Kitô đã dạy: người mục tử tốt lành hiến mạng sống vì đàn chiên. Linh mục Francisco Trương Bửu Diệp đã thực hiện lời Đức Kitô trong cuộc sống. Ngài đã hiến dâng mạng sống vì đàn chiên.
chúng ta có thể tóm tắt cuộc đời của cha Francisco Trương Bửu Diệp là: tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, hy sinh kiếp sống giúp con người, và sống hiến dâng phó thác, chết nêu gương sáng ngời, để một đời dâng hiến trọn kiếp vinh quang. Hàng ngàn người lương giáo gần xa đã đến tắc sậy với cha Francisco để nguyện cầu, để khấn xin, để trút những nỗi lo, gánh nặng vật chất, tinh thần, để ngài chuyển lên Thiên Chúa và Thiên Chúa chấp nhận chúc phúc cho những lời khấn nguyện xin. Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa được vinh quang qua cha Francisco. Nhiều người đã đến, đã ở lại, đã trở về để còn nhớ. Ra về còn nhớ tắc sậy, xứ đạo nhỏ bé sình lầy đường xa. Hồng ân Thiên Chúa ban ra, đoàn con lương giáo gần xa viếng người. Những ai đau khổ đôi phần, nguyện xin cha thánh đỡ đần ủi an. Những ai gặp bước gian nan, nguyện xin cha thánh lo toan mọi bề. Những ai đau khổ đường về, cậy trong cha thánh tràn trề hồng ân.